Đây, Hào Hấp 40k một phần. Có hai loại nước chấm là nước chấm xanh với nước chấm đỏ. Hello mọi người, tụi mình là ăn gì ở Mỹ Tho. Hôm nay thì cháu tôi về á, cho nên tôi dẫn nó đi tới cái địa điểm hay tụ tập của tụi tôi. Rồi, bạn nào hay coi livestream là cũng biết là tụi tôi đi tới quán ốc 152 ở trên đường Lý Thường Kiệt, kế bên bảo hiểm xã hội ngay cái chỗ Samsung luôn á mọi người. Thì hình như là chị này bán tầm khoảng 6 giờ á. 6 giờ đi mọi người, đi cho chắc. Nếu mà hỏi địa chỉ là 152 Lý Thường Kiệt luôn nha cả nhà. Vô thì mọi người cứ việc gọi món thôi hen. Thích cái gì thì ăn cái đó. Bình thường á là tụi tôi ăn mì xào rau muống có 15.000 hà. Nhưng mà nay có cháu tôi á cho nên nó đòi thêm trứng non nữa. Với lại kêu mấy món quen thuộc như là xào lông nướng mỡ hành, Hào Hấp nè, Nghêu Hấp Thái. Bình thường á là sẽ ăn ốc hương sốt trứng muối đúng không? Nhưng mà chồng tôi á thì nay chế thêm cái kiểu là bắp xào trứng muối thôi á mọi người, ăn cũng keo lì dữ lắm. Rồi thêm cái ốc len xào dừa này là tôi thấy một chị ở trên phở bò hôm bữa đăng cũng khen, cho nên hôm nay tôi mới gọi ăn thử. Chứ ghé chỗ này cũng nhiều lần nhưng mà chưa có ăn ốc len xào dừa. Nay mới là lần đầu tiên luôn á mấy bà. 6 món mà cho 3 đứa. Thì mấy bạn muốn uống nước á thì mấy bạn gọi kế bên nha, chứ chỗ này không có bán nước. Hào Hấp á nhiều khi á mở ra cái con nó bị teo là do hấp lâu quá, hoặc là mở ra nó hơi còn tái tái. Chung ví dụ mấy bạn thích ăn chín hay ăn tái thì mấy bạn dặn trước đi hen. Trời ơi, nay dẫn cháu tôi đi ăn cái nấm mix mì xào chung với cái bắp trứng muối. Trời ơi trời trời, đó giờ đâu có ăn thử cái loại kiểu này đâu mà nó mix lại ăn cũng ngon dữ. Kiểu ba đứa tôi thấy nó là lạ, ngồi ăn khen tấm tắc luôn. Vì nếu mà ăn mì xào hoặc là bắp xào trứng muối không á thì nó hơi ngán, nhưng mà trộn vô chung thì ăn ok lắm. Thì mấy bạn thử đi ha, mì xào thì mấy bạn gọi mì xào bình thường tầm 15.000 thôi, còn trứng muối á thì mấy bạn gọi một dĩa bắp vậy đó. Nói chung là hôm tôi đi thì cũng đông nhưng mà cũng làm món ra liên tục, đợi không có lâu lắm, cho nên có gì mấy bạn thích thì ghé thử trải nghiệm hen. Có hôm thì tầm tôi đi làm ra trễ 11 giờ tôi ghé thì chị vẫn còn mở cửa. Mà quan trọng á là ở đây có hai bé nhỏ rất là giỏi luôn, kiểu còn nhỏ mà phụ giúp gia đình mà tự đứng nướng đồ được luôn, dọn dẹp nhìn rất là sạch sẽ. Với lại một phần ghé cũng ủng hộ hai bé tại giỏi quá trời mà.